Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Và ngày hôm nay chị Chim Xinh sẽ mở hộp cho các em coi một bộ đồ chơi. Bộ đồ chơi trang điểm búp bê bé gái. Wow, có in hình lo surprise. Quá đã đúng không? Bây giờ chị sẽ mở ra để lấy cái phần bên trong cho các em coi nhé. Ở ngoài có in hình những cô nàng búp bê rất là nổi tiếng, được rất là nhiều các bạn yêu nè. Wow, đẹp lắm. Đây là ở bên trong của chúng ta. Quá đã phải không các em? Giờ chị sẽ lấy ra khỏi cái hộp này nha. Rất xinh luôn. Đây là một cái khay trang điểm makeup. Và cái khay này nó có 4 tầng, 1, 2, 3, 4. Được thiết kế, chúng ta có thể xoay lại như thế này. Rất là gọn ha, và đậy nắp lại. Đó, rất dễ dàng để chúng ta có thể xoay ra xoay vào một hộp makeup. Các em sẽ gắn lại nó đều như thế này. Và cái hộp này là hình trái tim. Mở trái tim ra. Wow, ở bên trong các bạn ơi. Các em có thấy không, đây là cái gương soi. Đây là cái tờ giấy lót mà chúng ta thấy ban đầu. Thì chị Chim Xinh sẽ gỡ cái tờ giấy lót này ra. Cái gương này là được làm bằng gương thật luôn, cho nên có thể soi thấy được mặt của chúng mình luôn nhé. Còn bên dưới là bộ mỹ phẩm. Thì chị sẽ mở cái tầng đầu tiên. Quá xuất sắc. Tầng đầu tiên chúng ta đến với một lọ nước hoa. Đây là một lọ nước hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Và có mùi thơm rất là nhẹ, dạng nước hoa lanh đó các em. Các em có thể dùng loại nước hoa này để lanh nhẹ lên phần ở ngay cổ tay và sau gáy. Nó sẽ để lại cho chúng ta một mùi thơm nhẹ nhẹ trên người. Tiếp theo là một cây son. Cây son này tuy là các em nhìn thấy vỏ nó có 3 màu tím, vàng, đỏ, nhưng mà thực chất thì son chỉ có một màu là màu đỏ thôi. Còn ở phần dưới người ta làm cho nó đẹp vậy thôi đó các em. Chị sẽ test thử lên tay nè. Wow, son ra màu đỏ. Rất là tuyệt phải không nè. Một cây son sẽ giúp cho trang điểm môi thợ trở nên tươi tắn hơn, không còn nhợt nhạt nữa. Rồi, tiếp theo chúng ta có một cái vali nhỏ. Đây là dạng son nhũ. Son nhũ này có 3 màu: màu cam, màu xanh lá và màu vàng. Chất son nhũ này là cái chất mà son nó bong bóng và nó có hơi anh nhũ một chút xíu lên. Nhớ nha, đây không phải là phấn mắt đâu nhé các em. Món đồ thứ tư mà chị Chim Xinh muốn giới thiệu với các em trong bộ này đó chính là sơn móng tay. Ở đây chúng ta có hai lọ sơn móng tay, thì lọ đầu tiên là màu hồng. Màu hồng có anh nhũ. Giờ chị sẽ mở ra và chị sẽ test thử cái chất sơn móng tay này lên trên tay cho các em coi luôn nhé. Chị sẽ bôi thử lên ngón cái nè. Màu hồng này nó nhạt nhạt, rất là thích hợp cho chúng ta sẽ sơn móng tay hàng ngày. Vì màu nó không quá nổi bật cho nên là nó rất là dễ xài ha. Đây là dạng son bóng. Son bóng, chị Chim Xinh xin lỗi chị nhầm, sơn bóng. Mẫu sơn thứ hai là màu tím nhũ. Mở ra để xem cái chất sơn móng tay nó như thế nào nhé. Chị test thử lên tay nè. Và màu sơn thứ hai có màu đậm hơn một chút xíu. Màu tím này đậm hơn màu hồng lúc nãy nha. Thích hợp cho chúng ta sơn móng tay để dự tiệc hay là đi đến những cái buổi vui chơi. Chị đã vừa giới thiệu xong cho các em về tầng đầu tiên của bộ trang điểm. Tầng thứ hai này bao gồm tất cả các loại phấn mắt,
và phấn nào cũng có nhũ, kèm theo hai cây, đây là hai cây phấn mắt, hai cây đánh, hai cây cọ để chúng ta sẽ đánh phấn mắt. Chúng ta có màu đỏ, màu bạc, màu tím, màu xanh da trời, xanh nhũ, vàng, hồng, đồng và xanh lá cây. Rất là nhiều màu mắt. Tầng số 3 ở trong bộ này cũng vẫn là màu mắt. Và tầng này thì chỉ có một cái cọ đánh phấn mắt thôi. Kèm theo là chúng ta có tổng cộng tới 9 cái phấn mắt khác nhau. Chị sẽ chiếu sát lại cho các em coi chất của phấn mắt nè. Nó có ánh những cái hạt kim tuyến lên trên, cho nên dùng để đánh vào buổi tối sẽ rất là đẹp, lấp lánh ánh sao mai. Ok các bạn nhỏ thân yêu, vậy là chị Chim Xinh đã vừa giới thiệu và mở hộp cho các em xem về bộ đồ chơi trang điểm cho bé gái, hình búp bê là surprise đúng không nè. Chúng ta có 3 tầng trang điểm, tầng thứ với một cái gương. Tầng thứ nhất có son, nước hoa, sơn móng tay. Tầng thứ hai và tầng số 3 là các loại phấn mắt khác nhau. Và bạn nào muốn mua bộ đồ chơi này có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nha. Đừng quên like video ủng hộ cho chị Chim Xinh và đăng ký kênh Chim Xinh Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu.